Vụ việc nam thanh niên và phương tiện lọt hố sâu xảy ra tại khu vực kênh Trung ương thuộc xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 19 tháng 9 năm 2020. Thanh niên đã được chị Nguyễn Thị Mai Hoa, một người dân trong khu vực, cứu kịp thời. Còn chiếc xe máy khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó cũng được người dân vớt lên. Cho đến trưa ngày 20 tháng 9, nhiều người dân trong khu vực vẫn còn xôn xao về vụ việc. Nó lật xuống, đập cái đầu vô đây. Wow. Đập cái đầu vô đây, cái xe nó rớt xuống, cái này là 3 mét là nó sâu, nó có dặn nó dưới luôn. Yeah. Cái nó nổi lên được, cái chị trong nhà chị thả giấy mà chạy ra, chị kéo qua bên. À, có bị thương nào không chị? À, mấy con này 6-7 mũi gì đó, máu ra nhiều. Yeah. Nhiều tháng nay, người dân khu vực này vô cùng bất an mỗi khi đi lại trên con đường liên khu 62 và đường kênh Trung ương, do tại khu vực này thường xuyên bị nước dâng cao gây ngập, đường lại có kênh sâu làm nhiều người gặp nạn. Theo người dân, trước đây tuyến kênh Trung ương chạy cắt ngang đường liên khu 62, lòng kênh khá nông. Tuy nhiên, từ khi tuyến đường liên khu 62 thi công, một phần đoạn kênh tại đây được nạo vét khơi thông dòng chảy. Hai bên mặt kênh gần đường liên khu 62 sâu khoảng 3-4 mét. Dù lòng kênh sâu nhưng tại đây lại không có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm. Khoảng cách 3-4 mét ấy không chỉ là độ sâu của kênh mà có khi còn là khoảng cách từ trần gian xuống địa ngục, bởi nó có thể tước đoạt sinh mạng của bất cứ ai. Những ngày mưa lớn, nước dưới kênh dâng cao tràn lên mặt đường khiến người dân khó phân biệt được đâu là đường đi, đâu là mặt kênh. Cũng theo người dân, cách đây vài ngày, trong cơn mưa lớn, đường ngập, hai học sinh đi xe đạp điện đến đoạn đường liên khu 62 và đường kênh Trung ương do chạy sát mép kênh nên chới với. May mắn người dân đứng gần đó nhìn thấy nên đã níu lại được. Trước đó một tuần, một tài xế xe ôm công nghệ cũng chạy qua đoạn đường ngập này đã ngã xe máy xuống kênh. Chạy nó đây này, cái ổ gà nó to vậy mà. Ai té xuống dưới anh? Một thằng giáp này, hai học sinh này, một thằng giáp và tôi giáp, thằng giáp luôn đây luôn này. Không chỉ xe máy mà ngay cả xe tải khi chạy vào khu vực này do đường ngập lại không có biển báo cũng suýt lật xuống kênh. Ông Trần Vũ Hữu Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A cho biết, tuyến đường và kênh Trung ương hiện đang được nâng cấp, xây dựng hơn một năm nay, nhưng chưa xong giải phóng mặt bằng. Ngay khi nhận được thông tin về vụ lọt hố, Ủy ban Nhân dân xã đã cử người xuống kiểm tra. Trước mắt, xã sẽ cho rào chắn và dựng biển báo để cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã sẽ kiểm tra tất cả các công trình đang thi công trên địa bàn xã quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, đặc biệt trong những ngày mưa bão như hiện nay.